Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 2 dương lịch năm 2014. Chúng ta đang ở tại thiền đường Hội Ngàn Sao ở xóm Hà Làng Mai. Trong khóa tu an cư kết đông 2013-2014. Hôm nay là cái bài pháp thoại cuối của khóa an cư. Một buổi sáng ở sân thường, thầy pháp ý đi ngồi thiền rất là sớm. Thầy pháp ý là một trong những sư anh có mặt sớm nhất ở trong thiền đường. Và thầy pháp ý đã bị bệnh nhiều năm rồi, nhưng mà tu học rất là tinh chuyên và biết trân quý những tháng ngày còn lại. Một bữa trưa ăn cơm ở tại nhà ăn thì thầy pháp ứng ngồi phía bên tay mặt của thầy, thầy pháp ý ngồi bên tay trái của thầy. Trưa nay cũng vậy. Và thường thường thì thầy hay gấp thức ăn cho cả thầy pháp ứng và cả thầy pháp ý. Ngày chót là ngày sáu tây thì thầy vẫn đi ra để lấy thức ăn sáng. Nhưng bữa trưa thì bữa 11 giờ thì thầy có khó khăn. Mà thầy đi rất là mau. Mình cũng nên mừng cho thầy. Thầy pháp ý ngày xưa và hồi còn trẻ đã là một đảng viên của Đảng Cộng sản Ý, tranh đấu và chủ trương là vô thần, không có tin tưởng thần linh. Sau đó thì được thọ đi Ấn Độ, được thọ giới Sa Di trong truyền thống Tây Tạng. Và khi tới Làng Mai sống thường là tới với tư cách một Sa Di Tây Tạng. Và thầy được thay áo nâu của truyền thống Đại Thừa Việt Nam. Và thầy tu học nhiều năm, sau đó được thọ giới lớn. Và thầy cũng được Trường Đăng làm giáo thọ. Mỗi lần được đi với tăng đoàn về bên Ý để tổ chức những khóa tu thì thầy hạnh phúc lắm. Thầy hướng dẫn tăng đoàn đi tham quan như là một người anh. Có một lần thầy giận sư cô chân không. Không biết ai nói cái gì đó, thầy giận sư cô chân không. Thì nghe như vậy thầy mới viết cho thầy một cái thơ. Chỉ có một hàng thôi. Và thầy bảo thì giả đem vào tăng xá cho thầy pháp ý. Và trong câu đó thì thầy viết thế này. Này thầy pháp ý, thầy có biết là cái người thương thầy nhất ở trong lần này là ai không? Đó là sư cô chân không.
hết giận liền. Và hôm qua trong cái lễ hôm kia trong cái lễ tế tịnh cầu siêu cho thầy thì mình có nói là thân này không phải là tôi, hình hài này không phải là tôi không bị hàng cuộc vào trong cái hình hài này, tôi là sự sống thanh thản, sự cọp này bao mò. Je suis pas limité dans ce corps. Je suis la vie sans profondeur. Và tôi vẫn tiếp tục đi như một dòng sông với tăng thân về tương lai. Đúng như vậy. Thành ra trong đời sống hàng ngày mình phải thấy được cái sự có mặt của Thầy Pháp Ý, Mục Sư, một trong các sự lớn. Thầy đã tu ở Làng Mai gần 20 năm rồi. Tuổi mới tịch thường tòa Thích Chân Pháp Y sắp lên hòa thượng. Hôm thứ năm tuần rồi chúng ta đã học về cái phương pháp chế tác an, hỷ và lạc. An tức là sự bình an. Lập an. Nhà này nghèo quá. Mình là nhà giàu mà làm giống như nhà nghèo vậy. An là sự bình an. Cái này cũng không có hay gì mấy. Và cái sự bình an này trước hết là trong cơ thể. Và khi mình thực tập và thức vào, tôi ý thức được cái hình hài của tôi, tức là mình trở về với cơ thể. Đó là hơi thở thứ ba, bài tập thứ ba trong kinh Quán Niệm Hơi Thở. Thức vào, tôi ý thức được toàn thân tôi, hình hài tôi. Tức là bằng một hơi thở vào, mình trở về với hình hài của mình. Và mình nhận diện rằng tôi có một hình hài. Sau khi mình làm việc với máy tính 3 giờ đồng hồ, thì mình bị cái máy tính nó hút cái hồn của mình. Và mình quên bắn đi rằng là mình có một hình hài. Cho nên cái bài tập này là để mang cái tâm trở về với cái thân. Các thầy, các sư cô Làng Mai mà khi mà sử dụng máy tính, họ có một tiếng chuông trong máy tính. Và cứ 15 phút thì có một tiếng chuông. Và khi nghe tiếng chuông đó thì họ dừng làm việc. Họ bắt đầu họ thở và đem tâm trở về với thân. Và họ thực tập. Thở vào, tôi biết rằng tôi có một hình hài. Lúc đó, cái thân của mình mới có tâm.
là cái tâm mình nó có thân, gọi là the embodied mind. Tại vì khi mà cái thân nó ở chung với cái tâm đó, thì lúc đó mình mới thực sự có sự sống. Còn khi mà cái tâm nó không ở chung với thân thì thực sự không có sự sống. Đó là một cái trạng thái tán loạn. Thì cái bài tập thứ ba là thở vào, tôi ý thức được hình hài của tôi. Và khi mình thở được ba hơi như vậy, thì mình có cơ hội buông bỏ những cái căng thẳng ở trong thân. Đó là cái bài tập thứ tư. Thở vào, tôi ý thức được hình hài của tôi. Còn bài tập thứ tư là thở vào, tôi buông bỏ những căng thẳng ở trong hình hài của tôi. Và nếu quý vị muốn, quý vị có thể gài tiếng chuông này vào trong máy tính. Đây mỗi 15 phút có tiếng chuông, thì quý vị có thể tập thở, ý thức được mình có một hình hài và buông bỏ sự căng thẳng, mỉm cười. Thì bài tập cũng dễ mà cũng dễ hiểu mà dễ làm. Thở vào, tôi biết rằng tôi có một hình hài. Thở ra, tôi mỉm cười với hình hài của tôi. Đó là bài tập thứ ba. Ý thức hình hài, cười với hình hài. Đó là bài tập thứ ba. Bài tập thứ nhất là thở vào, biết thở vào. Thở ra, biết thở ra. Cái bài này là để nhận diện hơi thở vào và hơi thở ra. Reconnect, la reconnaissance, sens pur et simple de l'inspire et de l'expire. Hết sức là dễ, nhưng mà cái công dụng của nó rất là lớn. Tại khi mà mình nhận diện được hơi thở vào và hơi thở ra, thì mình buông bỏ tất cả, mình chỉ có sống với hơi thở vào, hơi thở ra thôi. Mình trở thành một con người tự do. Nắm lấy hơi thở vào, nắm lấy hơi thở ra, buông bỏ tất cả những cái còn lại. Rồi do đó mình có rất là nhiều tự do. Hay là tuy là nó rất đơn sơ, nhưng mà kết quả rất là lớn. Cái bài thứ hai là thở vào, tôi theo dõi hơi thở vào từ đầu tới cuối. Theo dõi hơi thở vào. Theo dõi hơi thở ra.
là hơi thở vào có thể 3 giây hay là 5 giây. Và trong cái khoảng 3 giây hay 5 giây đó, mình hoàn toàn, cái tâm của mình hoàn toàn đi theo hơi thở vào mà không có gián đoạn, không có một chút gián đoạn nào cả. Tức là không có một tư tưởng nào nó xen vào được hết. Và nếu mình theo dõi hơi thở vào trong suốt cái hành trình của nó, đang tu xong parkour, thì lúc đó mình chấm dứt được sự suy nghĩ. No thinking. Nó rất là hay. Là tại vì trong chúng ta nó luôn luôn có một cái một cái đài phát thanh gọi là non-stop thinking, NST, non-stop thinking. Radio non-stop thinking, NST. Cái đó là cái gọi là cái discours mental. Ngày đêm mình cứ suy nghĩ chuyện này, chuyện khác. Suy nghĩ một hồi rồi nó nóng cái đầu lên. Mà những suy nghĩ đó nó không có lợi ích nhiều. Nó không có productive. Cái radio đó không có ích lợi gì hết. Và vì vậy cho nên khi mà mình chú ý tới hơi thở và mình theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra, thì tự nhiên cái radio đó nó stop, nó đứng lại. Nó rất là hay. Và nếu mà mình thở như vậy được 5 phút á, thì cái radio đó nó ngưng lại trong 5 phút. Non-thinking. Khi nào mình cần suy tư thì mình cần suy tư. Mà suy tư như vậy có thể có kết quả tốt, productive. Nhưng mà những cái suy tư vớ vẩn hàng ngày ấy, gọi là discours mental, thì nó không có ích lợi. Thành ra những cái bài tập này ấy, nó đem cho mình rất nhiều tự do. Để mình có thể có mặt mà sống từng giây phút của đời sống hàng ngày của mình. Hai bài này. Bài thứ ba là ý thức được hình hài của mình và mỉm cười với hình hài của mình. Đây là một hành động hòa giải giữa thân và tâm. Tại nhiều khi mình đầy đọa cái hình hài của mình mà mình không có biết. Mình để cho những cái căng thẳng, những đau nhức nó chất chứa trong cơ thể của mình. Mình làm tình, làm tội cái hình hài của mình mà mình không biết. Thì bây giờ mình trở về ý thức được cái hài của mình và mỉm một nụ cười hòa giải với hình hài của mình. Và mình bắt đầu thực tập cái bài thứ tư là ý thức về những căng thẳng. Trong hình hài của mình và buông thư những căng thẳng đó. Và mình chỉ cần thở 3-4 hơi là tự nhiên nó có an ở trong cơ thể. An ở trong cơ thể. An ở trong cơ thể. An trong cơ thể rồi thì mình mới an được những cái cảm thọ của mình và cảm xúc của mình. Và khi mà mình có cái an rồi á, thì mình có cái nền tảng để chế tác cái hỷ
tức là cái niềm vui và cái lạc, tức là cái hạnh phúc. Ăn trước là mới tới hỷ, là mới tới lạc. Và hơi thở nó được an trước. Mình thở một hồi thì cái hơi thở nó dịu xuống, nó nhẹ nhàng hơn, nó có cái yếu tố an. Và cái hơi thở đó nó sẽ đem cái an đó tới với hình hài. Và khi mà hình hài an được á, thì mình sẽ đem cái an đó tới với cái cảm thọ và cái cảm xúc. Đây là một cái nghệ thuật. Nghệ thuật này gọi là nghệ thuật chế tác hạnh phúc. Chế tác hạnh phúc. Mà hạnh phúc có nghĩa là an, hỷ và lạc. Và cái người hành giả đó, tức là người biết thực tập á, thì có thể chế tác an, lạc và hỷ trong mỗi hơi thở, trong mỗi bước chân. Từ cái bến bãi đậu xe mà đi tới cái chỗ làm việc của mình có thể đi như thế nào để mỗi bước có thể chế tác được an, chế tác được hỷ và chế tác được lạc. Người nào cũng có thể làm được nếu thực sự muốn. Nhưng mà trong quá khứ mình đã quen chạy rồi, nó trở thành một thói quen, nó cái sức mạnh của thói quen nó rất là lớn, nó thúc mình phải chạy. Và trong khi mình chạy như vậy thì không có an, không có hỷ, không có lạc trong bước chân. Cho nên bắt đầu mình phải chống lại với cái thói quen đó. Mình cho mình thêm một chút thời gian để mình có thể đi chậm lại. Đi như thế nào để mỗi bước chân nó có an, có hỷ và có lạc. Đó là một sự thách thức. Đó là một sự thật tức. Mà khi mình tới đây lần mai là một cái trung tâm thực tập thì mọi người đều muốn đi như vậy. Và có những người đã đi được như vậy từ lâu rồi. Thành ra họ chế tác được một cái năng lượng tập thể của an, của hỷ và của lạc. Và mình nương vào đó, mình cũng thở và mình cũng đi được những bước như vậy. Mình nương vào cái năng lượng tập thể của an, của hỷ và lạc. Và mình cũng thở và mình cũng đi được như vậy. Và nếu mình ở được một tuần, hai tuần thì có thể trở thành một thói quen tốt. Đây là một thói quen. Có những thói quen xấu và có những thói quen tốt. Mình học cái thói quen tốt. Mình chế tác an để nuôi mình. Mình chế tác hỷ và lạc là để nuôi mình. Và khi mình có ba cái đó là mình có thể nuôi được những người mà mình thương. Mình đâu có phải nuôi họ bằng cơm, bằng áo không? Bằng cơm, bằng gạo không? Người ta không có thể chỉ sống bằng bánh mì được. Thành ra mình nuôi người ta bằng bánh mì là không có đủ. Dù là bánh mì baguette rất là giòn, mình phải nuôi người ta bằng an, bằng hí và bằng lạc. Mà làm sao nuôi được? Mình nuôi người mình thương phải không?
Làm sao nuôi được nếu mình không có ba cái đó? Cho nên trong đời sống ngày mình phải chế tác ba cái thứ đó để mình tự nuôi, rồi mình nuôi những người khác. Và cái chuyện này làm được, chế tác hỷ, chế tác lạc, chế tác an là chuyện làm được. Đừng có nói tu không làm được. Dừng lại và đổi cách sống đi. Cách sống vội vã của mình không cho phép mình sống đàng hoàng. Mình đang phung phí những tháng năm của cuộc đời mình. Mình chỉ chạy, mình chạy theo ao ăn của một cái hạnh phúc nào đó mà mình không có biết tạo ra cái hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây. Cái hạnh phúc bây giờ và ở đây có thể có được với cái sự thực tập này. Và mỗi hơi thở, mỗi bước chân đều là một cơ hội để mình chế tác an, hỷ và lạc. Trước hết phải tắt cái đài phát thanh NST và những cái hơi thở này nó là những cái nút để mình tắt cái đài đó bằng hơi thở. Và những hơi thở này mình không phải lao tác mệt nhọc, những hơi thở này rất là dễ chịu. Thở vào có thể là rất dễ chịu, thở ra cũng rất là dễ chịu, và bước đi những bước thong dong cũng rất dễ chịu. Đó không phải là một cái cực hình, đó không phải là một cái hard labor, một cái travail forcé, mà là một cái gì rất là dễ chịu. Thành ra sự thực tập này nó đem lại cái sự thích thú, lạc thú, là pleasure. Trong khi mình thở phải có lạc thú, trong khi mình đi phải có lạc thú, trong khi mình uống trà phải có lạc thú, trong khi mình ăn cơm phải có lạc thú, trong khi mình chải răng phải có lạc thú, và trong khi mình đi tiểu cũng phải có lạc thú. Và đó là phải tập mới được. Khi mà mình tắm dưới gương sen có thể là có 3 phút hay 5 phút, mà mình phải làm thế nào để trong khi đó mình có lạc thú. Đừng có vội vàng hấp tấp làm cho mau xong. Đi tiểu đi cầu cũng vậy, là làm thức ăn sáng cho người trong gia đình cũng vậy, đó là tu. Thành cái đó ở trong đạo Phật gọi là chế tác hạnh phúc. Mà mình biết rằng muốn chế tác hạnh phúc, muốn có an, có hỷ, có lạc á, thì mình phải chế tác những cái năng lượng gọi là niềm định tuệ. Và bốn cái bài tập về thở, bốn bài tập đầu tiên á, nó chế tác niềm định tuệ.
Trong khi mình thở như vậy, mình chế tác niệm, định và tuệ. Và còn 12 bài khác nữa mà có thể chúng ta có thể tìm học ở trong trong sách Nhật Tùng, Thiền Bang Nhật Tùng, Kinh An Bang Thủ Ý. Và người tu, người hành giả là người có thể chế tác được niệm, định, tuệ, ba cái loại năng lượng này. Tại vì ba cái này là chất liệu của hạnh phúc. Chất liệu của hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc á, nó có dính líu tới một cái khác. Cái đó gọi là khổ đau. Giữa hai cái hạnh phúc và khổ đau nó có một cái liên hệ rất là mật thiết. Cũng như khi mình trồng hoa đó, thì mình phải cần tới phân bón. Khi mình cần sen đó, trồng hoa sen thì mình cần phải có bùn. Nếu không có bùn thì không thể trồng sen được. Nếu không có phân và đất thì không có thể làm bông hoa được. Và thường thường á, cái khuynh hướng của mình là trốn chạy khổ đau và đi tìm hạnh phúc. Nhưng mà sự thực là hạnh phúc được làm bằng những chất liệu mà trong đó có khổ đau. Cũng như là hoa nó được làm bằng làm phân bón, phân đất. Thành ra nếu trong quá khứ mình đã từng khổ đau và trong hiện tại mình đang có những khổ đau, thì cái đó không phải là làm cái gì hoàn toàn tiêu cực. Nếu mình là người biết tu á, thì mình có thể sử dụng cái khổ đau đó để chế tác hạnh phúc. Cũng như người sử dụng phân đất để mà làm ra những đóa hoa vừa thơm vừa đẹp. Nên giữa khổ đau và hạnh phúc nó có một cái liên hệ rất là mật thiết. Cả hai đều có tính cách hữu cơ, vô. Bông hoa đến khi mà nó héo tàn, nó trở thành phân. Và hạnh phúc cũng vậy. Hạnh phúc nó cũng vô thường. Hạnh phúc nó có thể trở thành ra khổ đau nếu mình không có chăm sóc. Ví dụ hai người lúc ban đầu mới yêu nhau thì đó là cái tình yêu lúc ban đầu nó là một cái bông hoa rất đẹp. Nhưng mà nếu không biết cách thực tập thì bông hoa đó nó chỉ có thể tồn tại một thời gian ngắn, 3 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 1 năm, rồi trở thành ra một cái khác. Cái đó có thể là sự giận hờn, sự bực bội. Sự ganh ghét. Cái đó là hoa trở thành rác. Tại vì hoa nó là organic, nó là biologic, nó là hữu cơ. Hạnh phúc cũng vậy, hạnh phúc nó cũng là hữu cơ. Nó có thể trở thành ra khổ đau. Nhưng mà nhìn vào khổ đau thì mình thấy rằng khổ đau nó cũng có tính cách hữu cơ. Là nếu mình là người làm vườn giỏi thì mình có thể biến rác, phân rác trở thành hoa trở lại. Nếu mình biết trồng hoa thì mình sẽ dùng rác để nuôi hoa. Vì vậy cho nên chúng ta đừng có sợ khổ đau. Chúng ta chỉ nên sợ một điều là mình không có biết xử lý khổ đau. Nếu biết xử lý khổ đau thì có thể tạo chế tác hạnh phúc.
Thành ra chế tác hạnh phúc là một cái nghệ thuật, mà xử lý khổ đau cũng là một nghệ thuật khác. Nghệ thuật chế tác hạnh phúc và nghệ thuật xử lý khổ đau nó liên hệ tới nhau. Nếu anh biết làm được cái này thì anh cũng làm được cái này. Nếu anh biết làm cái này thì anh cũng làm được cái kia. Và có một điều ở Làng Mai chúng ta học được đó, là phải học cái cách đau khổ. You have to learn how to suffer. If you suffer, come and suffer. Tại vì nếu anh biết cách khổ đau thì anh khổ rất là ít. Cái người mà không biết cách khổ đau thì người đó khổ rất là nhiều và bị tràn ngập bởi khổ đau. Còn nếu anh biết cách khổ đau thì anh khổ rất là ít. Cho nên mình phải học cách khổ đau, học cái cách thức để khổ đau. Apprendre à souffrir. Không những khi chúng ta biết cách khổ đau, chúng ta khổ rất ít, mà chúng ta có thể sử dụng được khổ đau để chế tác được hạnh phúc. Nó hay vậy đó. Đã khổ đau ít rồi mà còn có thể sử dụng được khổ đau để chế tác hạnh phúc, cũng như người sử dụng buồn để làm ra sen, rất là hay. Thì bốn cái bài tập thở nó kế tiếp á, nó có liên hệ tới, chúng ta vừa mới học bốn bài đầu, đây là bốn bài kế tiếp, là hơi thở thứ năm á, là chế tác hỷ. Bài tập thứ sáu là chế tác lạc. Giống như là khó lắm đó, nhưng mà kỳ thực nó không khó. Bằng một hơi thở chúng ta có thể chế tác hỷ. Bằng một bước chân chúng ta có thể chế tác lạc. Sự thực là như vậy. Một hơi thở có thể là 3 giây, 5 giây. Nhưng mà nếu biết cách thở thì trong khi thở mình chế tác được hỷ, rồi mình chế tác được lạc. Đi cũng vậy. Một bước chân có thể chế tác hỷ, có chế tác lạc. Đó là nghệ thuật. Và chúng ta cần phải cái tự giác. Niệm là một cái loại năng lượng, nó giúp cho mình trở về với giây phút hiện tại. Mà biết được những cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại, cái đó gọi là niệm. Mà khi mà mình bắt đầu thở vào một cách có ý thức ấy, thì trong 3-4 giây đó mình chế tác niệm. Mình đem tâm trở về với thân. Và khi thân tâm nó hợp nhất thì mình có mặt trong giây phút hiện tại. Và có mặt trong giây phút hiện tại thì mình nhận diện những cái điều kiện hạnh phúc đang có. Mà những điều kiện đó nó nhiều lắm chứ không phải ít. Ví dụ mình có 2 con mắt sáng, có thể ngắm trời, ngắm mây, ngắm núi, ngắm người mình thương. Mình có cái lỗ tai đang còn tốt, mình có thể nghe được tiếng chim hót, tiếng nói của những người mình thương. Mình có 2 chân khỏe, mình còn có thể đi được, chạy được.
Nói tóm lại là khi mình trở về với giây phút hiện tại thì mình nhận diện được bao nhiêu là những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Nó dư sức để làm cho mình có hỷ và có lạc bây giờ và ở đây. Không có cần chạy về tương lai để kiếm hỷ và kiếm lạc. Không cần chạy về tương lai, không cần nhiều thêm nhiều điều kiện nữa. Tại những điều kiện mà mình có bây giờ ở đây là đã dư sức để có hỷ và có lạc rồi. Nếu mình có một tờ giấy mà mình biên xuống những cái điều kiện hạnh phúc mình đang có thì một trang không có đủ, hai trang cũng không đủ, ba trang cũng không đủ, bốn trang cũng không đủ. Và mình thấy rằng mình là một người rất là may mắn hơn rất nhiều người khác. Và khi mình nhận diện được những điều kiện hạnh phúc đó mà mình đang có thì chỉ tác hỷ và chỉ tác lạc rất là dễ. Nó chỉ trong giây lát. Đó là nhận diện những điều kiện hạnh phúc. Cái đó là năng lượng niệm, năng lượng định và năng lượng tuệ. Niệm là trở về với giây phút hiện tại. Nhìn cho kỹ thì thấy rằng mình có nhiều hạnh phúc, nhiều điều kiện hạnh phúc. Vì vậy cho nên chế tác hạnh phúc là chế tác bằng ba cái năng lượng này. Và ba năng lượng này là người thực tập á, thì mình chế tác mỗi ngày. Và chế tác được hai trong vài ba tuần thực tập thì năng lượng đó nó mạnh hơn rất nhiều. Còn xử lý khổ đau cũng dùng ba cái năng lượng đó. Và bắt đầu từ cái bài tập thứ 7 là chúng ta học tập xử lý khổ đau. Nhận diện. Nhận diện khổ đau. Khổ đau nó đi lên. Nó biểu hiện dưới hình thức của một cảm thọ, một cái sensation hay là một cảm xúc, emotion. Nó có thể có nguồn gốc ở trong hình hài của mình. Nó có thể có nguồn gốc trong cái tri giác của mình. Mà thường thường những cái tri giác sai lầm của mình đó, nó chế tác ra những cái giận, cái ganh, cái buồn, cái sợ rất là nhiều. Thành ra có những cái khổ đau, nó có gốc rễ ở trong hình hài. Và có những cái gốc khổ đau, nó có gốc rễ trong cái tri giác của mình. Vì vậy cho nên khi mà một cái nỗi khổ niềm đau nó trồi lên, faire surface, thì cái người tu phải có mặt đó để nhận diện. Thở vào, tôi biết đây là một cái cảm thọ khổ đau. Cái khổ đó có thể là cái giận, hay là cái buồn, hay là cái sợ, hay là cái chán, hay là cái ganh. Mình phải nhận diện nó, mình phải gọi đúng tên của nó. Giống như François Sagan nói, bonjour tristesse, bonjour ma petite peur, bonjour ma petite colère. Cái đó là nhận diện. Thì cái này á, là cái niềm đau. Nó từ dưới này, nó trồi lên.
Ở dưới này là cái phần thâm sâu của tâm thức, gọi là tàng thức. Khi một niềm đau, niềm khổ nó đi lên á, đừng có tìm cách ấn nó xuống. Là phần lớn của chúng ta tìm cách ấn nó xuống. Chúng ta thấy không có dễ chịu khi mà để cho nó đi lên. Cho nên chúng ta muốn khóa lấp. Khóa lấp. Cuvria. Chúng ta bằng khóa lấp bằng cách tiêu thụ. Chúng ta mở âm nhạc lên. Và chúng ta lấy một tờ báo để đọc. Hay chúng ta gọi telephone. Hay chúng ta lấy xe chúng ta đi. Hoặc chúng ta đi vô mở tủ lấy cái gì ra ăn. Tất cả những cái đó là để mà khóa lấp nỗi khổ niềm đau. Tại mình không có khả năng đối diện với khổ. Mình trốn chạy cái khổ. Còn mình là người tu thì mình không có làm như vậy. Mình phải cho phép nó đi lên. Và mình có cách để cho nó đừng có tràn ngập. Cái cách đó là mời một cái năng lượng khác từ ở dưới này đi lên. Và thường thường đó là năng lượng của niệm. Tại mình có một hạt giống của niệm, của định và của tuệ nó nằm ở dưới này. Mình có những hạt giống của khổ đau ở dưới này. Nhưng mà mình cũng có những hạt giống của niềm và định và tuệ và niềm vui và hạnh phúc ở dưới này. Nếu mình là người chưa tu á, thì hạt giống của niềm, của định, của tuệ nó nhỏ xíu à. Nhưng mà nếu mà mình tới, mình thực tập được 3-4 tuần thì những cái hạt giống đó nó lớn lên. Và khi mà thấy cái hạt giống khổ đau nó trồi lên như vậy, mình không có, thay vì đàn áp thì mình mời hạt giống chánh niệm đi lên. Niệm thì mình chỉ cần bắt đầu thở trong ý thức, hay là đi trong ý thức để chế tác ra cái năng lượng chánh niệm. Và năng lượng chánh niệm đi lên, năng lượng này nói bonjour, madouleur, khổ đau lên, chào mi. Cái đó gọi là nhận diện. Nhận diện. Niềm đau của ta ơi, ta biết nhà người có đó, ta sẽ chăm sóc cho người, đừng có sợ. Thành ra ở trên ý thức của mình nó có hai nguồn năng lượng. Nếu mà chỉ để có niềm đau một mình thôi thì nó sẽ tràn ngập mình. Nhưng mà mình cứ để như vậy, mình mời một cái năng lượng khác lên. Và năng lượng này có bộ phận phải nhân diện và phải chăm sóc. Giống như khi một người em đang lâm vào tình trạng khó khăn thì có người anh có mặt. Thành ra cái công việc quan điểm á, thứ nhất á là nhận diện. Thứ hai là ôm ấp. Ôm ấp, ôm lấy niềm đau. Cũng giống như bà mẹ đang ôm em bé trong lòng. Bà mẹ là niềm và em bé đang khóc.
và niềm đau. Mình không đàn áp, mình nhận diện và mình ôm lấy mẹ. Thành ôm lấy niềm đau, ôm lấy niềm đau là một sự thực tập. Khi niềm đau nó đi lên, mình phải có mặt, mình nhận diện nó và mình ôm lấy nó. Mà cái chú thể ôm á là chánh niệm, là niệm. Thì bà mẹ tượng trưng cho chánh niệm và em bé tượng trưng cho niềm đau. Thì bà mẹ có cái năng lượng gọi là dịu dàng, gọi là thương yêu. Và bà mẹ, cái năng lượng đó nó đi vào trong hình hài của em bé. Khi được mẹ ôm tự nhiên nó bớt khổ liền. Giờ bà mẹ chưa biết tại sao em bé khóc, nhưng mà cái nội mực trường bà mẹ ôm lấy em bé là em bé đỡ đau khổ rồi. Thì cũng vậy, mình chưa biết cái khổ đau này nó từ đâu tới, nó có nguồn gốc ở chỗ nào, nhưng mà nổi cái chuyện mình nhận diện và mình ôm ấp nó được thì tức là mình đã bớt khổ rồi. Và bà mẹ ôm đứa bé 1 phút, 2 phút, 3 phút thì có thể thấy được tại sao đứa bé nó khóc, tìm ra được là có tuệ, có niềm, có định thì có tuệ. Có thể là nếu đứa bé nó khóc, có thể là vì nó đói. Mà tìm ra được cái sự thật nó đói thì cho nó ăn lên nên hết khóc. Hoặc là nó bị sốt, thì cho nó uống cái thuốc gì đó, cho nó bớt sốt. Thành năng niệm tức là bà mẹ. Và niềm đau đó là em bé. Thì mình nhận diện, mình ôm ấp. Và cuối cùng mình làm lắng dịu. Làm lắng dịu cái niềm đau đó xuống. Đó là xử lý khổ đau. Nhận diện khổ đau. Và thứ 8 là làm lắng dịu khổ đau. Vậy thì hai cái bài tập ở trên này là để chế tác khí, chế tác lạc để nuôi mình. Và hai cái bài tập này là để nhận diện khổ đau và làm lắng dịu khổ đau. Nó rất là rõ ràng. Mình phải học. Khi mà khổ đau lắng dịu lại, mình đã sống được rồi. Mình có thể sống sót được rồi. Và với những cái bài tập tiếp theo đó, mình có thể làm ăn khá hơn. Mình có thể chuyển rác thành hoa. Mình có thể chuyển khổ đau thành hạnh phúc. Và mình thấy rất rõ là đâu có cần phải theo đạo Phật mới làm được mấy cái này. Ai cũng làm được. Cho nên những cái pháp thực tập này mình có thể đưa vào trường học. Ngay trong trường tiểu học các em đã khổ đau nhiều rồi. Nó không biết cách xử lý khổ đau. Nó không biết cách chế tác hỷ lạc. Thành ra ở trong trường sư phạm á, thầy giáo cô giáo tương lai phải được học cái cách này. Thầy giáo và cô giáo tương lai phải được học chế tác hỷ lạc và xử lý khổ đau. Cái môn học này không phải là một tôn giáo.
là một sự thực tập có giá trị phổ biến. Và nếu thầy giáo biết làm, cô giáo biết làm thì sẽ dạy cho các học sinh và cho các sinh viên biết cách làm. Nếu cha mẹ biết cách thì cha mẹ dạy cho con cái. Và nếu cha mẹ chưa biết cách thì những người trẻ còn có một cơ hội thứ hai, đó là thầy giáo và cô giáo. Vì vậy cho nên là lần mai mình, trong 10 năm gần đây, mình đã mở những cái khóa tu cho cha mẹ và cho thầy giáo. Mình trao truyền những phương pháp này để cha mẹ và thầy giáo có thể làm được, và cha mẹ và thầy giáo có thể trao truyền được những cái pháp thực tập đó cho những người trẻ. Cho nên có rất là nhiều người trẻ đi tự tử là tại vì không có biết cách xử lý một cái cảm xúc lớn, cảm xúc mạnh. Mỗi ngày có nhiều người thiếu niên, thanh niên tự tử, ở nước Pháp cũng có hàng trăm đứa, ở nước Anh còn nhiều hơn, ở Nhật Bản, ở Hồng Kông. Những người trẻ mà nhảy từ trên cao ốc 40 tầng xuống để chết thì nhiều lắm. Là tại vì họ không có biết cách xử lý khổ đau. Thành ra cái này phải đưa vào dạy trong trường. Thì ngày xưa, cách đây thì ông Sarkozy, ông có nói rằng là phải đem dạy moral ở trong lớp học. Nhưng mà người ta chưa biết dạy cái gì. Có người nghĩ là phải dạy những cái câu maxim. Nhưng mà những cái này nó rất là quan trọng. Chính cái này là ethics. Ethics, cái này là moral. Thành ra cái này, theo tôi là mình phải đưa dạy vào trong các trường sư phạm. Để thầy giáo, cô giáo tương lai biết cách làm và đem vào lớp dạy cho các em làm. Tại vì nếu các em học sinh và sinh viên nó bớt khổ thì mình dạy rất là dễ. Còn các em nếu mà khổ đau quá nhiều thì mình dạy nó học không có vô, nó phản kháng. Cho nên phải có sự liên minh giữa cha mẹ và thầy giáo cô giáo để dạy cái này. Và mình có thể có những cái sách giáo khoa, những cái textbook mà sử dụng để mà giảng dạy những cái này. Ở tại Làng Mai, mùa hè, trẻ em tới đông lắm. Trẻ em tới từ 30-40 nước. Và các em được học. Được học cái này. Và nó có khả năng học và làm rất là hay. Trước chúng ta có học 3 bài, 3 bài tụng về mặt na, phải như vậy không? Bài thứ mấy? Ta học bài thứ 5, thứ 6 và thứ 7 rồi phải không? 5, thứ 7. À.
Chúng ta thử vẽ một cái bông sen. Bông sen thì cũng dễ vẽ lắm, không có khó gì. Ở dưới này củ sen, chúng ta có cái củ sen, chúng ta có rễ, chúng ta có bùm. Cái bùm này và chúng ta có nước. Và chúng ta có không khí. Và chúng ta có sen, sen thế này. Chúng ta biết rằng trong tàng thức nó có một cái tâm hành gọi là mạng căn. Mạng căn. Mà mình dịch là vitality, tức là sức sống. Và tiếng Phạn của nó là ra vi ten driya. Javita tức là sức sống, là mạng. Còn Indriya là căn. Cái này là mạng, cái này là căn. Và trong tàng á, tàng nó tương ứng với một tâm hành, với nhiều tâm hành, trong đó có tâm hành mạng căn, tức là sức sống. Tại vì tàng có giá, tàng store consciousness, nó có cái chức năng duy trì sự sống, nó có cái elan vital. Và mật na mà mình dịch là ý căn. Là một cái organ, một cái sense organ. Mà chữ India là căn đó. Nó là cái base của sự sống. Nó là cái nền tảng phát sinh sự sống. Còn ý căn á, nó làm cái ba cho ý thức. Ý thức này là lưu măng tan. Còn ý căn này tức là cái cơ sở, nó phát sinh ra ý thức. Cũng giống như cái lỗ tai là cơ sở phát sinh ra cái nghe. Con mắt là cơ sở phát sinh ra cái thấy. Chúng ta biết rằng nhờ có cái bùn ở dưới này cho nên mới có cái bùn sen ở trên này. Và nếu không có bùn thì không có sen. Thì cái mặt na này á, nó là cái bản năng sinh tồn, nó là cái bản năng tự vệ. Bản năng tức là instinct, sinh tồn, bản năng tự vệ. Nó ôm lấy cái hình hài này, nó cho cái hình hài này là của tôi. Nhưng kỳ thực cái hình hài này đâu phải của tôi. Hình hài này là của tổ tiên, của cha mẹ, của con cháu, đâu phải của riêng tôi. Thành nó vì vậy cho nên nó bị che lấp, nó là hữu phố. Và mình đã biết rằng là cái mặt na này nó có những cái
nó có những tính chất mà mình đã học rồi đó. Thứ nhất á, là tìm cầu khoái lạc. Chức năng của nó là đi tìm cầu khoái lạc. Và thứ hai á, là trốn chạy khổ đau. Thì mỗi người trong chúng ta đều có khuynh hướng như vậy hết. Mỗi người trong chúng ta đều có ý hướng đi tìm cầu khoái lạc và ý hướng trốn chạy khổ đau. Cái đó là mặt na. Cái đó nó nằm ở dưới bùn. Tìm cầu khoái lạc nhưng mà không biết được những cái hiểm nguy. Không biết được những hiểm nguy của sự tìm cầu khoái lạc. Tại vì trong khi mình tìm cầu khoái lạc đó, mình có thể làm tiêu hủy cái thân và cái tâm của mình. Cũng như con cá, nó tưởng cái miếng mồi rất là ngon, nó đớp một cái thì cái lưỡi câu nó móc con cá lên rồi con cá chết. Thành ra cái khuynh hướng đi tìm cầu khoái lạc của mình, của mặt na, vì mặt na nó bị che lấp cho nên không có thấy được cái hiểm nguy của sự đi tìm cầu khoái lạc. Phải biết nha, bao nhiêu người trẻ là tàn hoại cái thân tâm của mình là tại vì không có thấy được những cái hiểm nguy trong khi đi tìm cầu khoái lạc. Và cái thứ tư là không thấy được cái ích lợi của khổ đau. Không thấy được cái ích lợi của khổ đau. Cho nên mới trốn chạy khổ đau. Chúng ta đã biết rằng buồn có thể dùng để nuôi sen, khổ đau có thể sử dụng để chế tạo hạnh phúc, mà mặt na không có biết cái điều đó. Tại mặt na bị che lấp. Tại mặt na nó tương đương với cái mà ở trong phân tâm học của Freud gọi là lơ xa. The it nó chạy đi tìm khoái lạc và nó chạy trong khổ đau. Còn lơ xa. Tiếng Anh gọi là the it. Và cái thứ năm của cái tính chất thứ năm của mặt na là không thấy được cái luật, quy luật của sự chân mực. Không có biết ngưng lại, không biết chân mực. Đó là bản chất của mặt na, bản chất nó có buồn ở trong đó. Nhưng mà trên buồn là có nước. Cái nước này á, nó tượng trưng cho cái mà Freud gọi là
Le moi. Le moi, nó ở đây có nước trong hơn, nước ở đây trong hơn ở dưới bụng. Cho nên cái ta này nó thấy được cái sự thật và nó soi sáng cho cái lơ xa. Nó nói không có được làm cái chuyện đó. Làm cái chuyện đó là vi phạm cái quy luật luân lý. Còn cái lơ xa thì bất chấp, chỉ đi tìm cầu khoái lạc và chạy trốn khổ đau thôi. Còn lơ moa thì nó thực tế hơn, nó nói không có được, không được chạy trốn khổ đau, không có được đi tìm khoái lạc. Như vậy phải biết cái chừng mực thì cái lơ moa nó soi sáng được cho cái lơ xa. Ví dụ như có một người rất là khát nước, đi vào trong cái tiệm nước và gọi một ly nước chanh. Nhưng mà cái anh chàng bồi bàn á, lâu quá mà không đem ly nước chanh ra. Mà trước mặt anh ta thì có một ly nước chanh rất là thơm, rất là ngon, mà quốc người khác. Thì anh ta rất là muốn uống đại đi. Rồi nhưng mà cái đó là anh lơ xà, là muốn lấy cái ly của trước mặt mình uống quách mà không có chờ. Nhưng mà lơ moa nó nói không phải, không được, đừng có làm như vậy. Tại vì cái người kia ra mà thấy anh uống như vậy thì sẽ chửi anh. Vì vậy cho nên lơ moa nó bảo lơ xa là không được làm như vậy. Tại vì lơ moa nó thực tế hơn, nó biết cái hoàn cảnh không có được làm như vậy. Khi mà hoàn cảnh được làm như vậy thì nó lầm lơ để cho lơ xa nó làm. Nó đồng lõa với lơ xa. Có nhiều khi lơ moa nó đồng lõa với lơ xa và nó cộng tác với lơ xa, nhưng mà có nhiều khi nó nói không được, chưa được. Nhất là cái chuyện mà liên hệ nam nữ đó. Thành ra trong phân tích học của Freud có nói rằng là lơ moa đó, cái ta đó ở dưới chiều sâu này đôi khi nó trộn lẫn với lơ xa, nhưng mà có khi thì nó tiếp xúc được với thực tế và nó ngăn lơ xa. Đó là cái chức năng của lơ moa. Và trên này, trên lơ moa một bực thì có cái gọi là lơ sượt moa. Là siêu ngã, là cái siêu ngã. Cái này là ngã, cái này là siêu ngã. Cái lơ siêu ngã này nó tìm mọi cách để mà chuyển hóa những cái buồn ở dưới này trở thành cái gì cao khiết hơn. Ví dụ như là nó sử dụng, nó muốn sử dụng nghệ thuật để chế tác những âm nhạc, hội họa, kiến trúc, văn học. Tức là sử dụng những cái năng lượng ở dưới này để làm những cái gì nó tốt đẹp hơn. Cái đó gọi là thăng hoa, sublimation. Tiếng Pháp gọi là sublimation. Đó là công việc của lơ sượt moa. Biết rằng ở dưới này có buồn và biết cách sử dụng buồn để làm thành ra những cái bông sen. Và thay vì đi theo tiếng gọi của lơ xa để làm những cái chuyện gây khổ đau, gây tan nát ở trong gia đình, ở trong bản thân, thì mới sử dụng những cái năng lượng ở dưới đó, cái buồn ở dưới đó, để chế tác những cái tác phẩm đẹp trong lĩnh vực nghệ thuật, trong lĩnh vực tư tưởng, trong lĩnh vực khoa học. Cái đó là lơ sượt moa.
thì ở trong đạo Bụt nó cũng có cái tương đương, nó có cái ngã, nó có cái ý thức. Ý thức là từ đây trở đi. Ý thức á, nếu có tu học á, và chế tác được niệm định tuệ thì có thể bắt đầu chuyển hóa những cái chất buồn ở dưới này thành ra sen. Nhưng mà bên đạo Bụt có đi xa hơn, là trên lơ sụp hoa nó còn có cái nữa, cái đó gọi là bình đẳng tâm trí. Tức là la sagesse de la non discrimination. Với cái bình đẳng tánh trí rồi này rồi thì mình không có thấy có một cái ta riêng biệt nữa, và mình không có đi phục vụ một cái ta riêng biệt nữa. Mình thấy cái đau khổ và cái hạnh phúc là có liên hệ của mình với những người khác, có liên hệ tới nhau. Cái đau khổ và cái hạnh phúc của mình nó có liên hệ với cái đau khổ và hạnh phúc của người khác, và cái đau khổ và hạnh phúc của người khác có liên hệ tới cái đau khổ và hạnh phúc của mình. Cái đó, khi mà người ta thương nhau mà người ta đạt tới cái thế đó, nỗi khổ niềm đau của em chính là nỗi khổ niềm đau của anh, hạnh phúc của anh chính là hạnh phúc của em. Thì lúc đó không có cái khổ đau cá nhân nữa, không có cái hạnh phúc cá nhân nữa. Thì lúc đó không có cái thấy về một cái ta riêng biệt. Il n'y a plus de moi séparé. Thì cái đó gọi là la sagesse du non-moi. La sagesse de la non-discrimination entre le moi et le non-moi. Thành ra đạo Bụt nó đi xa hơn là phân tâm học của Freud. Nhưng mà mình cũng biết rằng cái bình đẳng tâm trí này cũng không có thể có được nếu không có cái buồn người dân này. Ở đây Lê Sư Mò có khả năng sử dụng được buồn đất để làm thành những tác phẩm nghệ thuật, giúp người ta đi theo một cái lý tưởng vị tha cứu đời, gọi là sublimation, thăng hoa, công trình thăng hoa. Nhưng mà đây đạo Bụt đi thêm một cái bước dài nữa, là đạt tới cái nhận thức không có ngã. Tôi với anh không phải là hai cái thực tế riêng biệt. Khổ đau của anh chính là khổ đau của tôi, hạnh phúc của tôi chính là hạnh phúc của anh. Và khi đó thì không còn chiến tranh nữa, không còn kỳ thị nữa. Kỳ thị tức là discrimination. Cho nên trước khi mình tụng kinh hồi nãy, mình nói rằng xin đại chúng hãy cùng thở như một cơ thể, không phải nhiều cơ thể. Xin đại chúng hãy cùng sướng tụng như một cơ thể. Xin đại chúng hãy cùng lắng nghe như một cơ thể, và vượt thoát mặc cảm hơn người, thua người và bằng người. Cái đó là cái bình đẳng tánh trí.